nhân vật rồi à? Dạ còn ai đọc tên mà mình chưa xuất hiện không ạ? Dạ vâng. Dạ vì lý do cá nhân nên chúng ta sẽ có 5 nhân vật ngày hôm nay. Ví dụ anh Giang đứng tới sáng là một câu chuyện đứng tới sáng. Dạ đây em xin gửi những bó hoa thay lời cảm ơn của em tất cả những anh chị. Trời ơi, nhậu phải có cái để ăn vô chứ. Dạ rồi xin mời trong tay nữa để cảm ơn tất cả ekip đã thực hiện MV ngày hôm nay của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả các anh chị. Con bé trái cái mặt nó buồn hay gì ta? Nó chưa được trả lương hay sao? Dạ và cũng xin được mời đại diện của địa điểm tổ chức sự kiện là nhà hàng Lavalle Library có thể ở lại đây tại vì quý ơi nhà hàng Lavalle cũng muốn gửi một món quà thay cho lời cảm ơn đến với Huy. Dạ. Ủa, dạ không, cái này là để ăn được nói được lớn mà. Dạ, 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 dạ. Rồi, cảm ơn đại diện nhà hàng Library rất nhiều ạ. Và đến đây thì tình và ấm cúng mang tính chất nhậu nhẹt cuối năm hôm nay thì chắc là để cho nó gần gũi hơn thì chúng tôi sẽ chuyển phần thưa này hỏi đáp xuống ngay dưới khu vực sân khấu luôn để cho quý vị hỏi đáp trực tiếp với Nguyên cũng giống như là để quay dự kiến gì với Nguyên cho nó một cách dễ dàng hơn. Dạ và xin mời tất cả chúng ta cùng chill với Nguyên trong tối ngày hôm nay. Vâng ạ, chúng em có cung cấp Beer Plus. Dạ, mọi người thể uống thoải mái ạ, có 28 thùng. Dạ, mọi người uống có mang về cũng được. Dạ rồi, một lần nữa xin cảm ơn mọi người buổi tối ngày hôm nay. Có surprise nha mọi người, nhớ tới nha. Ủa? Rồi xong rồi hả? Xong rồi kìa, trên kia người ta xong rồi mà còn không biết. Xong rồi hả? Mình chỉ với cái máy trên kia đi kìa. Dạ chụp. Để làm nhanh lắm. Chụp chung với mọi người đi thôi. Chụp chung đi. Ăn cơm, chụp chung rồi anh đi làm. Bây giờ đâu bao bán anh ăn nè. Đây, Vinh con trai của Linh mới về. Em với anh vậy. Em đặt bàn cho mọi người qua ăn nha. Thôi sợ bầu anh dữ vậy. Thôi đây có hai, có 40 mạng à. Mọi người có biết tôi là giống như là tôi là gọi là sugar daddy của Quy đó. Tôi bao nuôi Quy, mai có hàng nha. Mai có hàng. Hàng mới nha. Trời ơi, công nhận. Thôi đừng nói tôi đó. Dạ, công nhiều, biết. Nhiều người xin lắm. Đã khổ lắm rồi. Đấy, 19 có qua không? Dạ. 19 có qua không? Sống. 19 chứ. Sống. À em đi quay hả? Dạ, đúng vậy. Mình vô mình chụp chung với mọi người tám lập. Dập vô. Mình cứ đứng bít ra hay là mình đứng đây luôn? Thôi mình bắt đầu đi, không có cao cho nó đẹp. Đứng đây, đứng đây. Thôi dạ. Đấm một thân tình trước nha. Đấm thân tình nha. Rồi. Ủa, hai một đêm của mình anh chưa thiếu hả? Rồi, một. Làm live stream kiếm tiền anh. Làm live stream còn 400 triệu. Mới Tuấn. Tuấn cũng live stream luôn. Còn nhỏ rít fan. Live stream luôn, reaction. Mấy đứa sợ nó quên tình anh em hết trơn ha. Mấy trăm triệu quên hết rồi. Mùa sau đổi hết rồi, mùa sau có anh với em thôi. Anh em dáng xứng đáng 400 triệu. Anh bữa nay là đáng lẽ anh đi Singapore đó mà anh thủy để ở lại với em đó. Trời đất ơi. Em, bây giờ anh xứng đáng đi qua bán anh nha. Trời ơi. Đáng lẽ là đêm nay lẽ về nhà em ngủ đó mà em quỷ cái buổi ngủ của em qua đây với anh. Thôi nhảm quá. Dừng lại đi, đi qua bên kia. Dạ mời mọi người, anh chị em rồi góp mình chụp cho đẹp nha. Quá trời tội nghiệp luôn. Sơ hở tiểu phẩm. Sơ hở là tiểu phẩm. Dân dân. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đẹp dữ trời. Rồi, ưu tiên con gái đi, ở dưới đất đẹp. Ủa, ưu tiên đi. Ở đây, ở chỗ tâm đi. Tâm đi. Có bạn trai chưa? Có bạn trai chưa? Rồi chứ. Nè, hỏi có bạn trai chưa? Chưa đúng không? Đây, con trai của Linh. Quá trời, rất hạnh mỹ bây giờ. Rồi mình bắt nhìn bánh này một người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn em. Sao làm quà liên tục vậy? Sao lại em đi liên tục vậy? Em kỹ có lời. Lấy đi em gentleman. Rồi. Rồi, tê kiếm em ạ. Tê kiếm mà gõ đầu ạ. Dạ 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 vâng. Hãy đi chụp đi, hãy đi chụp đi coi. Từ bên Mỹ về kiếm người quay chụp hình. Tôi chung nhà nó không chụp. Đẹp vậy hả? Chụp bình thường. À tôi với bạn quay chụp nè. Sao nó vừa đồ gọn cái gì? Rồi. Nhân nhân quá. Giang ơi, tới nè. Dạ tới nè. Dạ, cảm ơn Giang. Không có chi đâu. Vô cơm chưa? Dạ. Vô ăn rồi, ở đây có đồ ăn em rồi. Em đặt bàn bên anh rồi. Hoài luôn. 4 tầng, mỗi tầng 10 người.
bắt đầu đi ngoài nhập ra đây đánh giá lát cái phòng chú tới nãy dạ con nhắc nhắc thường hay không lăng sư thường hay không dạ nói mọi người là tụi em có một món quà nhỏ gửi đến nhà mọi người sau à mấy giờ mấy giờ mọi người nhé à còn hôm nay là chưa gửi kịp gì đó nhỉ còn vậy luôn rồi bé giờ đó làm giường gỗ anh cái gì à của xây nhà dòng Việt Nam chứ là gì gỗ mà nhà mà mỹ nghệ rồi đó à gấp gấp gì á gì đó đồ mỹ nghệ hả thiện hả con nhưng mà tao nghe tóc mồ hôi quá nghe không hiểu được gì hết trơn câu dễ dâu gì mà bé đi là sao nói chuyện không hiểu vậy sao nách lửng quá vậy nguy hiểm quá nói mấy con này cái gì rõ thế là giờ con là con có kinh doanh thêm hả dạ theo Quy nói con bán gỗ cái đó là nhà thôi ai? cũng không còn à tức là chỉ có mô hình khác rồi giờ mình có nhiệm nhiều chung hồi chung có bán hoa mà đúng không có tiệm hoa cái đó chị con à. Nói chung mỗi một thời điểm là mình làm chút này chút kia nhưng mà rồi qua thời điểm thì nó cũng sai rồi thì mấy năm vừa rồi cũng khó khăn mà khó khăn mà thì đúng rồi nên mình kinh doanh em mình biết em cũng đóng một đó, cái đó mấy. Chỉ có là con thấy nhà hàng với lại quán cà phê thôi đừng nhắc nhìn vậy chứ chú bỏ đóng tiền rồi. Túi rồi nhìn vậy chứ chú bỏ tiền túi ra không đó nhìn vậy chứ 10,000 lãi suất ở đây 12 chấm rồi 14 rồi anh quá wow. Quá thì mình phải làm lớn mình không có đâu anh nữa anh Giang ốm mình có lý do hết á thôi đừng cuối năm mà lương thưởng tới 13 nhân viên nè đó trời đâu có gì đâu cuộc sống mà nó phải có lúc này lúc kia thì lúc thì dậy tới lúc thì dậy nói không ước lệ cái gì không sao mày đại học đó nhanh lắm ủa không có ăn gì không có gì hả em có bia nữa ý là cũng phải có gọi là finger food hay gì đó dạ có chứ tất cả mọi bài đều có mình vô trong đi ạ mình cho mọi người ăn đi chết chi mời ạ mời mọi người vào trong ăn để giữ máy gì để anh ao khuôn nhỏ đẹp mời em mời